Ví như hư không khắp mười phương, hoặc sắc chẳng sắc, có chẳng có. Ba đời chúng sinh thân cõi nước, khắp cùng như vậy, không bờ mé. Ví như hư không khắp cùng mười phương thế giới, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tướng, hoặc không có tướng, hoặc thế giới ba đời, hoặc thân của tất cả chúng sinh, hoặc tất cả cõi nước, khắp cùng như vậy, không có bờ mé. Chân thân trừ Phật cũng như vậy, tất cả pháp giới đều cùng khắp, không thể thấy được, không thể lấy, vì hóa chúng sinh mà hiện thân. Chân thân của chư Phật cũng như vậy, không có bờ mé. Chân thân của Phật không có một chỗ nào chẳng đầy khắp hư không pháp giới. Nhưng chân thân của Phật nếu muốn thấy, không thể thấy. Nếu muốn lấy, không thể lấy. Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh mới thể hiện ra thế gian. Ví như hư không không thể lấy, khắp khiến chúng sinh tạo các nghiệp. Chẳng nghĩ nay ta đang làm gì, ta làm thế nào, vì ai làm. Ví như hư không không thể lấy được, mà khắp khiến cho tất cả chúng sinh tạo tất cả nghiệp. Phật chẳng nghĩ hiện tại ta đang làm gì, ta làm vì ai, chẳng có những tâm phân biệt như vậy. Thần nghiệp chư Phật cũng như vậy, khắp khiến quần sinh tu pháp lành. Như Lai chưa từng có phân biệt, nay ta vì họ làm đủ thứ. Thần nghiệp của mười phương chư Phật cũng như vậy, khắp khiến cho tất cả chúng sinh tu tập đủ thứ pháp lành. Như Lai chưa từng có tâm phân biệt. Hiện tại ta đối với tất cả chúng sinh làm đủ thứ việc lành, trợ giúp họ liệt khổ được vui. Phật chẳng có những tư tưởng như thế. Ví như trời mọc diêm phù đề, ánh sáng phá tối không sót thừa, núi cây ao sen đất các vật, đủ thứ phẩm loại đều được lợi. Ví như khi mặt trời mọc lên ở cõi diêm phù đề Nam Thiệm Bộ Châu, ánh sáng mặt trời phá tan tất cả đen tối của đại địa, hiện ra ánh sáng chẳng có nơi nào đen tối. Bất cứ là núi rừng, hoặc ao hồ, hoặc hoa sen, hoặc đại địa, hết thảy tất cả sự vật, đủ thứ phẩm loại, bao quát phi cầm động thực, phàm là động vật có khí, có huyết, như chúng sinh hai chân, hoặc bốn chân, nhiều chân, hoặc không chân, đều gọi là hữu tình chúng sinh. Hoa cỏ, cây cối, vàng đá, khoáng thạch, đều gọi là vô tình chúng sinh. Mặc dù chúng sinh phẩm loại khác nhau, nhưng đều được ánh sáng mặt trời chiếu khắp, đều thọ được lợi ích. Do đó, mỗi loài được sinh tồn, mỗi loài được lớn lên. Chư Phật xuất hiện cũng như vậy, sinh trường trời người các hạnh lành, vĩnh diệt si tối được trí sáng, luôn thọ tôn vinh tất cả vui. Thì trí huệ của mười phương chư Phật xuất hiện ra đời cũng lại như thế, hay sinh trường tất cả hạt giống hạnh lành của con người tại nhân gian và chư thiên ở trên trời gieo trồng, vĩnh viễn tiêu trừ đen tối ngu si, đắc được quang minh trí huệ. Phật thường được chúng sinh tôn vinh, tất cả chúng sinh đều hoan hỷ Phật. Ví như khi mặt trời xuất hiện, trước chiếu núi chú kế các núi, sau chiếu cao nguyên và đại địa mà chưa từng có sự phân biệt. Ví như khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, trước hết chiếu núi chú Tu Di, sau chiếu núi Thiết Vi và các núi thường khác, sau cùng chiếu cao nguyên và đại địa. Mặt trời vốn chẳng có tư tưởng phân biệt như thế, chẳng qua tùy theo sự cao thấp khác nhau nên mới có sự chiếu trước, chiếu sau mà thôi. Quang minh thiện thệ cũng như vậy, trước chiếu Bồ Tát kế duyên giác, sau chiếu Thanh Văn và chúng sinh mà Phật vốn chẳng có động niệm. Quang minh của thiện thệ Phật trước hết chiếu Bồ Tát. Bồ Tát tu pháp môn lục độ vạn hạnh, lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ mà đắc được địa vị Tam Hiền Thập Thánh. Kế tiếp chiếu bậc duyên giác. Duyên giác thì tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo. 12 nhân duyên tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thù, hữu, sinh, lão tử, chứng đắc quả bích chi Phật. Sau đó chiếu đến bậc thanh văn. Thanh văn tu khổ tập diệt đạo, pháp bốn thánh đế, chứng được quả A-la-hán. Sau cùng lại chiếu đến tất cả chúng sinh căn lành quyết định. Nhưng Phật vốn chẳng có tư tưởng phân biệt như thế, tuyệt đối chẳng phải tư tưởng trước chiếu Bồ Tát, cuối cùng chiếu chúng sinh. Ví như sinh mù chẳng thấy sáng, ánh sáng cũng lợi ích cho họ, khiến biết thời tiết, thọ ăn uống, vĩnh lìa các hoạn, thân an ổn. Ví như người sinh ra mù lòa, lúc mới sinh ra chẳng có mắt, chưa từng thấy được ánh sáng mặt trời, chẳng biết là như thế nào, nhưng vẫn đắc được lợi ích của ánh sáng mặt trời, khiến cho họ biết thời tiết, biết thọ ăn uống, nhờ nhân duyên đó vĩnh viễn bề khỏi tất cả bệnh hoạn, thân thể đắc được an ổn. Chúng sinh không tin chẳng thấy Phật, mà Phật cũng vì họ lợi ích
nghe danh và chạm được quang minh, nhờ đó cho đến được Bồ Đề. Chúng sinh chẳng có niềm tin, chẳng thấy được Phật, tuy nhiên Phật vẫn hiện tại ở trước mặt họ. Họ giống như người sinh ra mù là không cách chi thấy được. Tuy nhiên chẳng thấy được Phật, nhưng Phật rất từ bi cũng sẽ tiêu diệt nghiệp chướng của họ, khiến cho họ đắc được lợi ích. Bất quá lợi ích đắc được chẳng viên mãn mà thôi, hoặc nghe được danh hiệu của Phật, hoặc xúc chạm được quang minh của Phật, nhờ đó mà có chút nhân duyên, cho đến đắc được quả giác Bồ Đề. Ví như trăng sáng trong hư không, che lớp tinh tú hiện tròn khuyết, trong tất cả nước đều hiện bóng, chúng sinh nhìn xem đều trước mặt. Ví như mặt trăng trong sáng, ở trong hư không, che lớp tất cả ánh sáng của tinh tú, thể hiện sự tròn khuyết. Những ngày đầu tháng thì mặt trăng khuyết, ngày rằm thì trăng tròn, tất cả ao hồ vũng nước đều có bóng mặt trăng hiện ra. Hết thảy chúng sinh khi cứ nhìn mặt trăng đều nhìn cảm giác mặt trăng đang ở trước mặt mình, chuyên chiếu đến mình. Hiện tại đang giảng đến đoạn kinh văn mặt trăng sao, khiến cho tôi nghĩ đến câu chuyện Đức Khổng Tử mượn gạo nói ra cho quý vị nghe. Vào thời Xuân Thu ở Trung Quốc, có nhà đại giáo dục, ông ta đề xướng giáo dục bình dân, hữu giáo vô loại làm tông chỉ. Lúc đó chỉ có đệ tử quý tộc mới có tư cách thọ giáo dục, đệ tử bình dân vốn chẳng có cơ hội đi học. Khi Khổng Tử đề xướng thì có 3.000 đệ tử đến học, một thời đệ tử đầy thiên hạ. Khi Đức Khổng Tử về già, dẫn những người đệ tử chu du liệt quốc đến các nơi giảng dạy. Một lần nọ bất hạnh đến mảnh đất Trần Thái thì bị thiếu lương thực, không cách chi duy trì được sự sinh hoạt. Đó là vấn đề nghiêm trọng, nên thương lượng với mọi người, ai xem ai có thể đi mượn lương thực. Đang lúc thương lượng thì có người đưa ra ý kiến, nghe nói Phạm Dũng tích trữ rất nhiều lương thực, mình nên cho người đến đó mượn lương. Đức Khổng Tử bèn sai Tử Lộ đi mượn gạo. Tử Lộ cảm thấy mình là đệ tử đắc ý nhất của Đức Khổng Tử, làm cho việc này nhất định sẽ thành công, để các sư huynh đệ khỏi bị chết đói. Do đó rất đắc ý như vậy mà đi đến nhà Phạm Dũng. Gặp Phạm Dũng nói rõ ý mình đến. Phạm Dũng nói: anh Tử Lộ, anh đến mượn gạo không sao, nhưng tôi có câu hỏi. Nếu anh trả lời thỏa đáng thì tôi sẽ cho anh mượn gạo, nếu trả lời không đúng thì tôi không cho mượn. Lúc đó Tử Lộ sinh ra tâm cống cao ngã mạn, tâm nghĩ không thể bị câu hỏi của ông ta làm khó mình được, bèn nói với Phạm Dũng rằng: xin ông cứ hỏi. Phạm Dũng hỏi: cái gì nhiều, cái gì ít, điều gì vui vẻ, điều gì buồn phiền? Tử Lộ không ngần ngại đáp: tinh tú thì nhiều, mặt trăng thì ít, cưới hỏi thì vui vẻ, người chết thì buồn phiền. Phạm Dũng nghe lắc đầu nói: không đúng, không đúng, không thể cho anh mượn gạo. Lúc đó Tử Lộ buồn rầu cúi đầu quay về gặp Đức Khổng Tử, kể lại đối thoại vừa rồi. Khổng Tử nghe Tử Lộ đáp, bèn nói với Tử Lộ: con trả lời sai rồi, cho nên Phạm Dũng không cho mượn gạo. Con nên trở lại nói với ông ta rằng: kẻ tiểu nhân thì nhiều, quân tử thì ít, khi cho mượn thì vui vẻ, khi cần thì buồn phiền. Tử Lộ bèn đi đến nhà Phạm Dũng, cả Phạm Dũng nói: câu hỏi của ông thầy của tôi đáp rằng: kẻ tiểu nhân thì nhiều, quân tử thì ít, lúc cho mượn thì vui vẻ, lúc cần thì buồn phiền, không biết có đúng chăng? Phạm Dũng nghe rồi bèn cười vang lên: thầy của ông quả nhiên là thánh nhân, tôi sẽ cho anh mượn gạo. Do đó Khổng Tử với môn đồ được Phạm Dũng trợ giúp trở về nước Lỗ. Tại sao phải nói ra câu chuyện này? Vì nói về tinh tú nên đưa ra để tham khảo, chúng ta bất cứ làm gì phải xử lý cẩn thận. Như Lai trăng sáng cũng như vậy, hay che thừa khác hiện dài ngắn, hiện khắp nước tâm tịnh trời người, tất cả đều rằng ở trước mình. Mặt trăng sáng mát mẻ của Như Lai cũng như vậy, do đó có câu: Phật như mặt trăng mát mẻ, thường lơ lửng trên bầu trời, chúng sinh tâm sạch sơ, bóng Bồ Đề hiện ra. Quang minh của Phật hay che lớp quang minh của hàng nhị thừa, hay thị hiện thọ mạng dài hoặc thọ mạng ngắn, hiện khắp trong tâm nước định của trời và người. Mỗi chúng sinh đều nói Phật đang ở trước mặt mình, đang nói pháp với mình. Ví như Phạm Vương ở trong cung, hiện khắp 3.000 cõi Phạm Thiên, tất cả trời người đều thấy được, Phật chẳng phân thân đến nơi kia. Ví như Đại Phạm Thiên Vương ở trong cung điện của mình, hay hiện khắp tất cả các cõi Phạm Thiên trong 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy người trời đều thấy được Đại Phạm Thiên Vương. Kỳ thật vị Đại Phạm Thiên Vương đó chẳng có phân thân đến ở trước mặt chúng sinh,
ông ta chẳng động bổn xứ thị hiện đến trước mặt hết thảy chúng sinh. Chư Phật phần thần cũng như vậy, tất cả mười phương đều cùng khắp, thần Phật vô số không đếm được, cũng chẳng phân thân, chẳng phân biệt. Mười phương chư Phật thị hiện thân cũng như vậy, tất cả mười phương thế giới Phật đều thị hiện thân, vì pháp thân của Phật có nhiều vô số vô lượng, không thể đếm được có bao nhiêu, cũng chẳng phải phân thân đi đến các thế giới, cũng chẳng sinh tâm phân biệt. Như có y vương khéo y thuật, nếu có người gặp bệnh đều lành, y vương dù chết thuốc tha thân, khiến chữa được bệnh như lúc sống. Ví như có vị đại y vương, ông ta nghiên cứu đủ thứ tánh thuốc, lại nghiên cứu đủ thứ y thuật. Nếu có chúng sinh gặp được đại y vương thì bất cứ chứng bệnh gì, không cần uống thuốc thì khỏi bệnh. Vị đại y vương đó khi ông ta biết mình sắp chết, bèn dùng đủ thứ thuốc chế thành thuốc hay rồi thoa lên thân mình, khiến cho sau khi mình chết rồi, thân thể vĩnh viễn không hủy hoại, cũng chẳng thối rữa, cũng chẳng khô héo, giống như lúc còn sống. Tuy nhiên đại y vương đã chết nhưng vẫn còn chữa trị cho bệnh nhân như lúc còn sống. Tóm lại, tinh thần của vị đại y vương bất tử vẫn vì người cứu chữa. Tối thắng y vương cũng như vậy, đầy đủ phương tiện nhất thiết trí, nhờ xưa tu hành hiện thân Phật, chúng sinh thấy được diệt phiền não. Đại y vương tối thủ thắng Phật cũng như thế, Phật đầy đủ các thứ phương tiện và nhất thiết trí huệ, nhờ thuở xưa tu công đức tích tập căn lành, tu hạnh môn không thể nghĩ bàn, cho nên hiện tại đã thành Phật. Nếu có chúng sinh thấy được Phật thì tất cả phiền não đều sẽ tiêu diệt hết. Ví như trong biển có báu chúa, các hiện vô lượng các quang minh, chúng sinh chạm được đồng màu sắc, nếu ai thấy được mắt thanh tịnh. Ví như trong biển cả có báu chúa Mani, các phóng ra vô lượng tất cả quang minh, nếu có chúng sinh xúc chạm được quang minh của báu chúa Mani thì lập tức đồng màu sắc với báu chúa đó. Nếu có chúng sinh thấy được báu chúa Mani thì liền đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Tối thắng báu chúa cũng như vậy, chạm quang minh ngài đồng màu sắc, nếu ai thấy được mở ngũ nhãn phá tối các trần trụ Phật địa. Báu chúa tối thủ thắng Phật cũng như vậy, nếu có chúng sinh xúc chạm được quang minh của Phật thì cũng đồng với màu sắc vàng. Nếu có chúng sinh thấy được thân Phật thì liền đắc được ngũ nhãn. Ngũ nhãn tức là thiền nhãn, nhục nhãn, chẳng phải nhục nhãn của phàm phu, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, hay phá tan tất cả hư si đen tối, tiêu diệt được tất cả tà kiến, trụ nơi Phật địa, sinh ra trí huệ đại quang minh. Ví như báu Mani như ý, tùy theo sở cầu đều đầy đủ. Chúng sinh ít phước chẳng thấy được, chẳng phải báu chúa có phân biệt. Ví như châu báu Mani như ý, hay tùy thuận tâm ý của chúng sinh, phạm là cầu vật gì thì trong châu như ý đều hiện ra, đều được đại tâm mãn nguyện. Nhưng châu báu đó, chúng sinh ít phước báu, không thể thấy được châu Mani như ý. Chẳng phải châu Mani như ý có sự phân biệt, mà là do người ít phước báu vốn chẳng thấy được châu báu này. Thiện thệ báu chúa cũng như vậy, đều được sở cầu các dục lạc. Chúng sinh không tin chẳng thấy Phật, chẳng phải thiện thệ tâm xà bò. Thiện thệ báu chúa Phật cũng như vậy, hay khiến cho được đại tâm mãn nguyện, đắc được tất cả dục lạc. Chúng sinh chẳng có niềm tin thì chẳng thấy được Phật, chẳng phải Phật chẳng hoan hỷ họ, chẳng gần gũi họ, mà là do người chẳng có niềm tin, giống như người sinh ra mù là Phật hiện ra ở trước họ, họ cũng chẳng thấy được, giống như đạo lý mặt trời ở trong hư không, người sinh ra mù là nhìn chẳng thấy được mặt trời, đó chẳng phải Phật có tâm xà bỏ họ,